Hi, xin chào quý chị và các bạn trở lại kênh Dầu Blockchain Channel. Hôm nay em rảnh em làm cái bản đồ lớp map của kế hoạch sử dụng đất của thành phố Phú Quốc 2020. Thì theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì mỗi năm vào tháng 3 ha, cũng là tháng 4 thì được sẽ công bố trên cổng thông tin ha. Thì năm nay thì cũng hơi trễ, thì năm nay là có tới tháng 7 ha, rồi tới tháng 9 thì mới có tháng 7 có quyết định. Thì hôm nay em làm cái bản đồ lớp map này mục đích để chia sẻ đến với anh chị nhà đầu tư và các bạn môi giới bất động sản trên đảo Phú Quốc có cái bản đồ như thường lệ. Thì quý anh chị và các bạn vừa qua có xem kênh Dầu Blockchain Channel á, thì đã đăng ký kênh và subscribe chia sẻ, đó cũng là một cái động lực để em làm cái kênh này, mục đích là phục vụ cộng đồng ha, để trao đổi qua lại với anh chị nhà đầu tư và các bạn để có cái góc nhìn về cái quy hoạch tổng thể của đảo Phú Quốc từng thời kỳ thay đổi như thế nào. Thì cái kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì mỗi năm thì đều có sự thay đổi ha, nói chung cũng không đáng đạt không mấy đáng kể. Thì năm nay thì kế hoạch sử dụng đất 2022 được định hình theo quy hoạch sử dụng đất là của thành phố Quốc đến 2030. Thì thường thường đó thì tháng 3 đã có, tháng 9 thì sẽ có lấy ý kiến và chuẩn bị để làm cái bản đồ kế hoạch 2023. Thì hôm nay em build cái bản đồ lớp map này của 2022 để quý anh chị có cái bản đồ để cuối năm hoặc là thị trường bất động sản có tăng trưởng giao dịch lại, thì quý anh chị có cái bản đồ kế hoạch này, quý anh chị đi thực địa khảo sát ha, để có cái góc nhìn để đưa ra quyết định đầu tư. Thì quý anh chị và các bạn coi em review sơ bộ qua một số khu vực ha, nó có sự thay đổi như thế nào ha, và em sẽ đọc một cái số quyết định của kế hoạch sử dụng đất 2022 và quy hoạch sử dụng đất đến 2030 của thành phố Phú Quốc. Và cái này là cái bản đồ định hình để được cho các nhà đầu tư ở xa hay là ở gần gì, ở bất cứ nơi đâu đều biết ở cái thành phố Phú Quốc nó ở cái vị trí nào trên cái vệ tinh quả địa cầu. Thì em sẽ cho quý anh chị và các bạn coi cái bản đồ đó nó nằm ở nào trên quả địa cầu ha của nước Việt Nam. Đây là quý anh chị cứ xem ha. Đây thì cái bản đồ là nó nằm ở cái vùng biển Tây Nam ha của bản đồ Việt Nam. Đây là cái bản đồ lớp map của 2020 hay là của kế hoạch sử dụng đất, nó cũng là định hướng đến nó là quy hoạch sử dụng đất 2030. Thì theo thường thường là cái kế hoạch thì mỗi năm đều có một cái kế hoạch điều chỉnh hoặc là thay đổi, còn quy hoạch thì 5 năm, mà năm nay thì hầu như là tới 22 là tới 30 luôn rồi, tới chừng 8 năm thì mỗi năm có một cái kế hoạch thay đổi. Vì em sẽ nói sơ bộ về cái bản đồ lớp map này cho quý anh chị và các bạn xem ha. Thì có một số quý anh chị và các bạn biết rồi thì trong clip này mình muốn chia sẻ cho quý anh chị một số chưa có biết về cái bản đồ quy hoạch, và một số quý anh chị nào mà biết rồi thì có thể là xem ủng hộ kênh, và em cũng cảm ơn quý anh chị. Còn quý anh chị nào mà chưa biết có thể là có quen nghe được cái kênh của Dầu Blockchain Channel để biết rồi chia sẻ và đăng ký subscribe để đó là cái động lực để em làm về một số cái bản đồ để có những cái thông tin để gửi truyền đạt gửi đến quý anh chị, để quý anh chị biết được cái những cái màu chức năng của kế hoạch sử dụng đất hoặc là quy hoạch sử dụng đất ha. Thì cái lớp chủ đạo hầu như là các bản đồ của
quy hoạch sử dụng đất hay là kế hoạch sử dụng đất đều có cái màu chủ đạo của được có là hầu như là màu của Bộ Tài nguyên Môi trường hay là đưa ra rồi là lập cái bản đồ này thì có cái màu là được là những cái màu chủ đạo. Thì cái màu như màu xanh này nè thường thường là nói cho mô tả là rừng quốc gia, màu xanh lá cây đậm. Thì màu màu xanh lá cây đây là màu xanh giống như màu chuối này nè, hay là rừng phòng hộ. Còn cái màu hồng á, hồng tím tím á, thì nó là màu đất ở ở đô thị hoặc ở nông thôn, đó là định hình màu đó. Còn màu vàng là hay vàng nghệ á, thì nó là màu đất cây lâu năm hay còn gọi là đất nông nghiệp. Đất nông nghiệp nó có cây lâu năm. Và cái màu màu vàng nhạt này nè thì nó là cây hàng năm ha, đất trồng cây hoa màu ngắn hạn. Rồi màu xanh nước biển nè là được mô tả là mặt nước cũng như là sông suối ha, biển là màu này. Còn cái màu cam thì được mô tả cho là màu đất giao thông. Thì giao thông nó gồm là đường hay là những nói chung là đường đó là đất giao thông, bãi đậu xe nào đó, đất giao thông. Thì quý anh chị và các bạn xem tiếp em review cho quý anh chị một số cái khu vực tổng quan có sự thay đổi hay không với cái kế hoạch sử dụng đất 2021. Còn quý anh chị nào chưa có biết cái kế hoạch sử dụng đất 21 như thế nào thì quý anh chị có thể là giờ xem lại cái kênh của em và download về và coi chia sẻ và hoặc là quý anh chị đem hai coi hai cái bản đồ coi nó thay đổi từng thời kỳ như thế nào. Quý anh chị có cái góc nhìn và từng khu vực ha. Và quý anh chị trước mặt quý anh chị là em sẽ dùng cái góc nhìn để review cho các quý anh chị một số cái khu vực ha. Thì cái khu vực này quý anh chị là em đang mô tả cho quý anh chị là cho quý anh chị review cho quý anh chị xem trước là cái này là khu vực của Tiến Chánh ha. Đường này là một trong những con đường mà cũng là hạ tầng nối trục Bắc Nam. Thì kế tiếp đây nữa là trong cái đường Tiến Chánh này nó có sự thay đổi là về cái đường là trục đường gọi là Bắc Nam. Là đường mới ha. Đường này được theo quyết định 633, theo bản đồ 633. Thì bản đồ 633 thì quý anh chị cũng đã có đầu tư hoặc bất động sản của Quốc đã biết cái bản đồ của quy hoạch chung của thành phố Quốc đến 2030 là 633 ha. Thì bản đồ 633 em có đã chia sẻ trên kênh với anh chị và các bạn cũng coi bản đồ 633 nó như thế nào. Rồi em cũng đã nói như có một số bản đồ cũng từ cái những thời kỳ nó là quy hoạch chung. À, tầm nhìn định hướng tầm nhìn đến 2030. Thì cái đường Tiến Chánh này á, là để em chiếu cho quý anh chị coi và những cái góc màu ha. Đây cái màu đây là những cái lớp này là cái màu em nói là màu vàng cam á, là lớp giao thông. Thì cái đường dự đây những là đường có điện đường hiện hữu và đường dự phóng ha, và đường dự mở đó. Còn màu đó màu hồng tím tím này là màu đất được được là cho là đất ở. Còn màu màu vàng đậm này thì cho là đất cây lâu năm và nhạt này nè đó là cây hàng năm. Còn cái đất mà màu mà nói chung là màu cái màu nhiều nhất mà trong cái lớp màu á là cái màu những cái loại hình đất như là cây như là đất DKV nè, đất thương mại dịch vụ nè, đất phi nông nghiệp khác nè, đó là hầu như là gom lại một số màu đó là một cái màu chủ đạo là cái màu này. Màu này nó cho định hình cũng như là một cái màu màu cam nhạt đi, như màu cam nhạt đi ha. Đó là màu nhiều nhất
là trong cái kế hoạch sử dụng đất cái màu này là Phú Quốc là thấy nhiều nhất. Nhưng mà để quan tâm đến đầu tư bất động sản Phú Quốc thì anh chị thường thường thì ở phân khúc đất nền thì liền thổ hay là những hoạch tiền anh chị đi tìm là những hoạch đất ở ha. Thì quý anh chị cũng đã biết ha, đó là đây là của Tiến Chánh, và tiếp theo là cái khu vực của ông làng ha. Đây là khu vực của ông làng, thì cái khu vực ông làng này thì nó lúc trước là nó là đất ở nông thôn là nhiều nhất, và năm nay kế hoạch sử dụng đất của 2022 thì và kế hoạch đến 2030 thì chỗ này là thường là đất thương mại dịch vụ ha, đổi là thường là lỗi là thêm một màu đồng bộ luôn, đất thương mại dịch vụ đó, lúc trước là đất ở bây giờ là thương mại dịch vụ hết, vì định hướng Phú Quốc sẽ phát triển đến 2030 và tầm nhìn 40 Phú Quốc thì một phát triển về kinh tế du lịch mũi nhọn thì đưa Phú Quốc về phát triển sánh cùng các nước trong khu vực ha, nên cái quỹ đất mục đích hầu như là về đất thương mại dịch vụ là chiếm nhiều nhất, cái tiếp đó là cái đất ở thì sẽ năm nay theo góc nhìn của em thì theo so các bản đồ năm nay đất ở đã bị thu hẹp, đã bị giảm điều chỉnh lại ha. Tiếp nữa là quý anh chị sẽ xem đây là cái khu vực của cửa cạn, đây là khu vực cửa cạn, thì cái chỗ quý anh chị đây cửa cạn là cái chỗ này là cái chỗ là được điều chỉnh trong là ba quyết định của 486, này là khu vực đồng cây sao thì có chuyển thành một số khu vực là khu này là khu tái định cư đồng cây sao, và có đất chuyển thành đất đơn vị ở, có một số đất đơn vị ở lúc trước khu vực này chỗ này là đất là rừng phòng hộ và bây giờ được chuyển đổi thành đất đơn vị ở ha. Đó là một số mục đích đất công trình phúc lợi như là đất y tế công cộng. Cái tiếp nữa là cái cửa dương ha, đây đây là cửa dương, xã cửa dương là cái một trong là 6 xã và 2 phường, thì cái xã cửa dương là diện tích đất lớn nhất của đảo Phú Quốc, nếu anh chị đều đã theo dõi biết cái địa giới của xã cửa dương nó rất là rộng à. Thì xã cửa dương á, thì cái màu đất của nó hầu như là màu đất đất nông nghiệp đó, mà sau lưng em á, là đất nông nghiệp là đất cây lâu năm và cây hàng năm, cái ngoài sau cái này nè lúc trước á, theo kế hoạch sử dụng đất 2021 á, thì chỗ này á, là cái khu này nè cái đường mà nối trục Nam Bắc á, đường giữ phóng á, theo 633 là nó sẽ là đất đất ở và tới đường giáp đường Tiến Chánh luôn, bây giờ nó sẽ cắt lại thành để lập đồ án 1/2000 của Dương Đông mở rộng 179 hecta, thì nó sẽ là có một khu vực thì nó sẽ là hình đất đô thương mại dịch vụ đó, quý anh chị. Đây là An Thới, thì cái phường An Thới lúc trước là thị trấn An Thới, khi Phú Quốc được lên thành phố thì có công nhận được có 2 phường, phường Dương Đông và phường An Thới. Phường An Thới thì hầu như là chiếm hết tỷ lệ là quỹ đất, hầu như là diễn đà là dự án hết, gần như là cũng còn được những cái góc ở dưới Nam An Thới là
Tại thị trấn Tân Thới thì là được. Còn những dân cư hiện hữu bây giờ là những dự án tập đoàn của rất nhiều chủ đầu tư, những tập đoàn lớn, nhất là tập đoàn Sun Group. Thì mỗi dự án có vài chục hectare tới vài trăm hectare luôn. Đó, cái màu này là cái màu đó là tái định cư của 73 hectare của suối lớn, xã Dương Tơ, suối lớn xã Dương Tơ. Rồi quý anh chị có tiếp thì em sẽ đọc cho quý anh chị cái quyết định ha, với cái quyết định là của cái được để công bố cái kế hoạch sử dụng đất 2021 và quy hoạch sử dụng đất của thành phố Bắc 2030. Và trước màn hình quý anh chị và các bạn, ở đây là cái quyết định là 1841 ha. Giờ em đọc sơ bộ và một số phân tích một số cái kế hoạch của trong cái quyết định này ha. Thì cái quyết định 1841 này á thì của ngài Kiên Giang ngày 25 tháng 7 2022, thì quyết định nói rằng là việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất 2022 của thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang. Thì em sẽ đọc chọn lọc một số cái thông tin ha, cái gồm mười mấy trang. Thì cái quyết định thì điều 1 là phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2030 của thành phố Phú Quốc với các nội dung chủ yếu như sau nè. Nộp là nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến 2030, diện tích cơ cấu loại đất, diện tích chuyển mục đích sử dụng đất, diện tích đất chưa được sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích nè, và vị trí diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 thì đến tỷ lệ 1/25.000. Thì cái bản đồ kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch đó là được tỷ lệ là được vẽ tỷ lệ 1/25.000 ha. Thì báo cáo thuyết minh tổng thể quy hoạch sử dụng đất đến 2030, kế hoạch sử dụng đất đến 2022 của thành phố Phú Quốc. Điều 2 thì phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Phú Quốc với các chỉ tiêu chủ yếu như sau, là phân bổ các loại đất trong cái kế hoạch hàng năm, để kèm theo cái này là cái các phụ lục ha, nó nằm bên kia, nó không có nằm trong đây, chỉ đọc sơ bộ thôi. Kế hoạch thu hồi thì trong đây nó có bao nhiêu nhiêu hecta có để đó, thì những cái đây là những cái phụ lục bản. Thì kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất thì nó cũng nằm kèm theo cái bản là bản 6, nó nằm ở cái bên không có bên cái file này. Thì kế hoạch đưa đất chưa được sử dụng vào sử dụng đất thì giống ví dụ như là bao nhiêu trăm hecta gì đó. Thì căn cứ vào điều 1 và điều 2 của quyết định này thì Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc có trách nhiệm là công bố công khai quy hoạch kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, rồi thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất định kỳ hàng năm. Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất về Sở Tài nguyên Môi trường, tổng hợp và góp ý kiến cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo chính phủ. Thì điều 4 chúng em cũng đọc nhờ sơ qua, có như đây là cái các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm ha. Đây rồi, có mộc chữ ký tiếp theo ha, xuống đây. Đây là bảng 1 là diện tích cơ cấu sử dụng đất đến 2030 của thành phố Phú Quốc, thì ban hành kèm theo quyết định là 1841 ngày 25 tháng 7 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Thì chỉ tiêu sử dụng đất ở đây nó có hiện trạng năm 2020 và quy hoạch đến 2030. Thì tổng diện tích đất tự nhiên của đảo Phú Quốc á, là 58.927,48 ha. Nói chung em đọc cho tròn ha. Đó. Thì có cơ cấu đây không có, rồi cấp tỉnh phân bố tại công dân 657 ngày 6 tháng 5 2022 của ủy ban nhân dân.
công văn đó thì em không có, em cũng không có đọc, em không biết tới cái cấp quyền xác định bổ sung là diện tích được đơn vị là hai cái cơ cấu phần trăm. Thì cái phần đất nông nghiệp á, đất nông nghiệp nè thì của đảo Phú Quốc ha, đây hiện trạng của năm 2020 ha, thì nó có 49.588,93 ha đó. Còn cái này là quy hoạch đến 2030 thì còn lại là 43.000 ha, 43.650, làm tròn đi ha, đặt cho dễ, 43.650 hecta. Thì từ cái hiện tại bây giờ là 2020 ha, để đến 2030 thì từ 49.000 nó tới còn lại 43.000 đó. Thì quý anh chị cũng đã biết, thì quý anh chị trừ ra đó thì nó giảm, thì cái đất nông nghiệp nó giảm thì tương đồng nó sẽ tăng về một các loại hình đất khác ha, có thể là thành đất phi nông nghiệp, mình giả sử ha, có thể là thành đất phi nông nghiệp chứ không phải mặc định nào quý anh chị. Thì đất trồng lúa thì Phú Quốc không có đất trồng lúa ha, khi xưa có chứ giờ không có trồng lúa đâu. Đất trồng cây hàng năm khác, cây hàng năm vẫn giờ vẫn còn ha. Đây là các huyện, đây là cũng có để là 230 ta. Thì đất cây lâu năm, cây lâu năm là nhiều nhất, đất cây lâu năm là tới 12.421,49 hecta. Thì cơ cấu thì cơ hà là như là 21,8%, thì còn lại là khi mà đến 2030 đây thì quý anh chị cứ xem đây, nó còn lại là 6.193 hecta đó. Nào quý anh chị biết không, thì nó còn hầu như lại là phân nữa ha, cái này là cái cơ cấu, nên là còn lại là phân, còn lại là giảm gần phân nữa ha, 50%. Mà cái cơ cấu cái này là 10,51%, từ 12, nói chung là theo gốc, theo hai phân tích giữa ta này thì 50%. Mà thì cái đất rừng phòng hộ 7.731 hecta thì còn lại vẫn là còn lại là 7.651 hecta, thì cần 100 nó chênh lệch cỡ quý anh chị trừ ra ha, này em không có tính trừ ha, em cho anh chị chỉ cho quý anh chị sự thay đổi thôi. Đất rừng đặc dụng, đây đất rừng đặc dụng là 29.413, còn 29.545 là có sự tăng ha quý chị ha. Đây là rừng đặc dụng ha, rừng đặc dụng hay còn lại là rừng quốc gia ha quý anh chị đó các bạn đó. R, ký hiệu của nó là RDD ha, hai chữ giờ hai chữ D á, rừng đặc dụng. Thì bắt đầu rừng sản xuất nè, nuôi trồng thủy sản nè đó, nói chung những cái này quý anh chị cứ tham khảo thôi, cái đó nuôi trồng thủy sản cũng em cũng không có nắm rõ gì nhiều. Còn đất nông nghiệp khác nè, đất phi nông nghiệp, đây đất phi nông nghiệp nó có từ 8.000 ha, 8.000 cái mốc nó là 8.058,56 hecta ha, thì nó còn bữa đầu rồi tới đây nè, 2020 nó sẽ tăng lên là 15.185 hecta. Vì sao tăng? Thì các loại hình đất khác á, nó sẽ tăng. Tức có thể là đất nông nghiệp nó trở thành đất phi nông nghiệp ha, cũng như là cây lâu năm nào, ví dụ như cây lâu năm, cây hàng năm có thể là đất thành đất phi nông nghiệp và một số đất khác nữa ha.
Có thể là một DKV nữa, là không chừng là đánh đất DKV đó, là đất ra là cây xanh, với thì nó thường nói gọi là cây xanh đó, DKV á, nó sẽ làm là nó sẽ tăng, thì nó sẽ tăng cái nhóm đất này. Rồi cái này đất an ninh quốc phòng, đây đất thương mại dịch vụ, đây em lấy những cái nhóm đất nào mà là những cái đất chủ đạo, thường thường để với anh chị dễ hiểu. Đất thương mại dịch vụ là 3.221,26 hectare, thì nó sẽ cuối đây nó sẽ tăng lên là 6.000, là lại phải là 50% không, gần gấp đôi ha, với chị trừ ra đi nó cũng gần gần như gấp đôi đó, thì nó sẽ tăng lên gần 6.000. Thì nó tại lý do này nó sao nó tăng, nó tăng là bởi vì những cái đất mà gì? Như là đất đất ở nè, có thể là thành đất thương mại dịch vụ đó, giống như là 2022 này quý anh chị và các bạn thấy không, cái phân khu chức năng của phân khu xây dựng của ấp ông Lan và cái kế hoạch sử dụng đất của năm 2021 đó, thì ông Lan và 20 á là đất ở nông thôn bây giờ chuyển thành đất thương mại dịch vụ hết, thì cái nhóm đất này nè nó sẽ tăng ha, thì nó sẽ giảm lại nó đến 2030 nó giảm lại. Và một số các bạn hỏi tại sao nó nhóm nó giảm lại và tại sao nó tăng, thì cái định hướng của nhà nước mình thì của phát triển Phú Quốc đến 2030 và tầm nhìn 40 thì Phú Quốc sẽ phát triển trở thành một trung tâm du lịch ha, cũng là tầm cỡ quốc tế ha đó, nên cần những quỹ đất phục vụ về du lịch là nhiều ha, nên đất đó là thường là đất thương mại dịch vụ, đó là cái nguyên nhân, đó là cái lý do và cái góc nhìn của em. Còn quý anh chị nào có đồng quán thì quý anh chị ủng hộ. Còn còn cái tiếp ha là cái cơ sở đất phi nông nghiệp, đây đất phi nông nghiệp ha, 98.000 nó sẽ giảm còn lại 30 30 90 thì quý anh chị cái trừ ra nó gần 40% ha. Còn cái này em chỉ so là giữa hai cái mức này ha, giữa hai chuyển đổi giữa hai từ 20 đến 30. Rồi lý do tại sao nó từ phi nông nghiệp mà nó tăng mà tới 30 nó sẽ giảm, thì đã nó tới 30 nó phát triển thì Phú Quốc đã vô vào cái khung là phát triển ha, từ 30 đến 40 Phú Quốc mới gọi là cái là nó vô là vô quỹ đạo ha, cái là gọi là thịnh vượng, cái khung thịnh vượng. Thì cái kế hoạch đó thế nè, phát triển nè, đang phát triển và khi phát triển xong nó sẽ đạt gọi là thịnh vượng ha, là 2030 hoặc thành 40. Tiếp nữa là cái đất sản xuất vật liệu xây dựng, đất hạ tầng cấp quốc gia, đất giao thông, này đất giao thông, này đất giao thông là 1.952,29 hectare, đến 2030 nó sẽ là 2.380 hectare. Đất giao thông tăng đồng nghĩa tỷ lệ thuận là các trục đường mới ha, đường dự phóng có thể là chuyển đổi là mở, nên có tương lai là mở là nhiều, nên từ do đất giao thông tăng tương đồng là đường xá được mở rộng và mở mới những nhánh mới nhiều đó, nó là vậy. Còn đất thủy lợi, đất văn hóa là cũng tăng nè ha, đất y tế, đây đất văn hóa, thì đất văn hóa là đất y tế nè, những nhóm đất này nó tăng thì đúng rồi, chạy phát triển thì cần mà cần những như là đất công cộng đó, cái công trình phúc lợi thì phải cần có những cái khu văn hóa rộng hơn, hay là giáo dục cần những trường học mới nhiều hơn, đó là những cái loại nhóm đất này nó sẽ tăng lên, đó là tỷ lệ thuận. Đất y tế cũng vậy, đúng không? Bệnh viện có thể mở nhiều hơn,
bệnh viện công, bệnh viện tư, nó bệnh viện nhỏ thành bệnh viện lớn, nó là vậy, nó là tăng. Về đất cơ sở thể thao, đây đất thể thao đây có 22,8 hecta, thì bây giờ nó tăng lên tới 210 hecta. Thì các bạn đã biết rồi, ở cái đảo Phú Quốc này á, nó có một cái sân vận động, mà có sân vận động nằm ở trung tâm phường Dương Đông. Thì một số cái tất thể thao của các ấp xã thì nhỏ nhỏ từ hồi xưa thôi. Rồi quý anh chị nội ở đây mới biết có những cái quỹ đất, những cái đất mà thể thao á, như là cửa cạn cũng có nè, và cửa dương cũng có nè, một số khu vực có, đó là những cái thể thao nhỏ hồi xưa thôi. Bây giờ á, đến 2030 á, thì cái kế hoạch này rồi á, các bạn có thấy không, cái khu mà khu thể thao mà trong kế hoạch sử dụng đất á, là quý anh chị có chút có coi đó, là làm trường đua ngựa, là khu phức hợp thể thao đó, nằm ở ở Suối Lớn đó, đường DT46 nó đã chiếm rất là lớn rồi, đúng không, nó sẽ tăng. Thì cái những cái cần những cái sân vận động rồi đó. Rồi đất công trình năng lượng, đất công trình viễn thông, chỉ tiêu sử dụng ha. Đất lịch sử, đất văn hóa, rác thải, tôn giáo, đất nghĩa trang, đất xây dựng cơ sở dịch vụ y tế xã hội. Ôi, nhiều loại đất, nói chung là nhiều loại đất ha. Đất khu vui chơi giải trí, nói chung là những loại hình đất này đều tăng hết. Vì bắt đầu các chức năng đất khu công nghệ cao, thì Phú Quốc này là không có phải phát triển công nghệ cao, thì đất khu kinh tế, đây đất đô thị, đất đây đất ở đô thị ha, đây đất đô thị. Đất đô thị thì theo quyết định của theo cái công văn là 657 ha, còn ngày tháng 6 ngày 5 tháng 6 ngày 6 tháng 5 2022 về đất đô thị có đây nè, nó chiếm nè, đây nè đất đô thị 12.721 đó, cái này là lên tới 13.113. Cái đất này đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp. Thì tổng quan lại thì những cái đất này đều có chiều hướng tăng. Thì tới phát triển mà, thì chỗ nào phát triển thì luôn nào cũng nó phải tăng thôi. Đây là diện tích để chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến 2030 của thành phố Phú Quốc ha. Thì chỉ tiêu sử dụng, thì đất đây là đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp, mỗi viết tắt ký tự là đất nông nghiệp là NNB và phi nông nghiệp là BBNN. Tổng diện tích là 6.756,02 ha. Bây giờ Dương Đông ha, Dương Đông là mình có 501,15, cái này đơn vị là hecta, đơn vị là hecta ha, 501,15 hecta. Ăn thuế là đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là nhiều nhất ha. Ăn thuế thấy khủng không, 1.132,05 hecta. Đất cửa cạn 531 hecta, gành dầu 458,73 hecta, cửa dương là 1.381,16 hecta, Hàm Ninh 839,76 hecta, Dương Tơ
1.312,32 ha, Bãi Thơm 592,78 ha, Thổ Châu là 7,07 ha. Thì có 3 vị trí mà đất từ đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp nhiều nhất là gồm có là An Thới, Cửa Dương và Dương Tơ. Về đất cây lâu năm, cây lâu năm là cái mã viết của nó là CLN và chuyển thành phi nông nghiệp là PNN. Rồi cái vào tổng diện tích cây lâu năm ha mà là chuyển thành phi nông nghiệp thì nó gồm 6.514 hecta. Giữ nguyên, cái này giữ nguyên ha, Dương Đông giữ nguyên tổng diện tích đây, ở trên đây với dưới đây. Dương Đông thì nó giữ đây, giữ nguyên. An Thới là đất cây lâu năm, đất trồng cây lâu năm thì nó giảm ha, chuyển phi nông nghiệp nó giảm. Còn Cửa Cạn giảm, Cần Dầu giảm, Cửa Dương giảm, Hàm Linh giảm, Dương Tơ giảm, Bãi Thơm giảm, Thổ Châu giảm. Đất cây lâu năm chuyển thành đất phi nông nghiệp nó giảm, tương đồng nó sẽ tăng về một cái vốn đất khác ha. Rừng phòng hộ đó, rồi rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp gồm có 155,78 ha là tổng diện tích. Dương Đông là không có ha. An Thới đây, An Thới có 72,28 ha. Cửa Cạn không có ha, Gành Dầu không có ha. Cửa Dương có 13,44 ha, Hàm Ninh có 12,61 ha, Dương Tơ 51,45 ha và Thổ Châu 6 ha. Còn Bãi Thơm thì không có, tại vì cái khu vực gần Bãi Thơm nó là đất rừng đặc dụng nên nó không có, là đất rừng phòng hộ. Thì rừng đặc dụng đây nè, ở dưới rừng đặc dụng phi nông nghiệp thì tổng diện tích là làm có 85,4 hecta. Đây là hàng Cửa Cạn, hàng Cửa Cạn nó có hàng Dương Đông không có rừng này, An Thới cũng không có rừng đặc dụng luôn ha. Thì có hàng Cửa Cạn cái địa giới nó có một khúc đó, thì đây nó có 5,95 hecta. Thằng Gành Dầu thì nó giáp với rừng người quốc gia là rừng đặc dụng là nhiều rồi, nó 38 hecta nó là đứng rồi. Rồi tới hàng Cửa Cạn, Cửa Dương có một góc à, thì nó có 4,9 hecta. Hàm Ninh cũng có một mớm, trời đưa ra tới cũng có là 9,73 hecta. Cái hàng Bãi Thơm 26, thì hàng Bãi Thơm này với cái thằng Gành Dầu đó, Bãi Thơm Gành Dầu hai thằng nhiều nhất. Rồi đất rừng đặc dụng thì đất phi nông nghiệp. Giờ chuyển đổi thổ cư, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp thì có An Thới trong nội bộ này, không có mình không có nói ha. Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, chuyển sang đất ở. Đó, cái mã ký tự đây thì tổng diện tích là 56 hecta. Ở Dương Đông có 9,52 hecta, An Thới có 2,18 hecta, Cửa Cạn không có, Gành Dầu 39,39, Cửa Dương không có,
Hàm Ninh không có, Dương Tơ 4,9 hecta, Bãi Thơ không có và Thổ Châu không có. Rồi, diện tích đất chưa được sử dụng cho các mục đích trong quy hoạch sử dụng đất đến 2030. Thì đất đây là chỉ tiêu sử dụng đất, gồm là nhà các nhóm đất này, đất phi nông nghiệp, cái mã của nó là NB, đó là viết tắt của nó đó. Đây là cây lâu năm, đó, CLN, rừng phòng hộ, viết tắt của nó RBH, rừng đặc dụng là RDD, đó. Phi nông nghiệp là PNN, thương mại dịch vụ là TMD, D đặt cho đọc cho D luôn á. Còn cái này là DKV, đất khu vui chơi giải trí công cộng là DKV. À, đất này là DKV. Thường thường DKV nó đồng bọt đi với một khu chức năng 1/2000, nó là đất cây xanh là nhiều quá mấy anh chị. Thì tổng diện tích đây là 8 đất nông nghiệp 817,60 hecta. Dương Đông, Dương Đông là không có đất nông nghiệp. À, Thăng Thới 63,91 hecta, Hàm Ninh 733,64 hecta, Bãi Thơm đó, có ba khu vực này thôi. Cây lâu năm, cây lâu năm thì tổng diện tích là 733,64 hecta, Dương Đông không có, Thăng Thới không, Cửa Cạn, Cần Dầu, Cửa Dương, Hàm Ninh nên có, mình nghĩ là cây lâu năm. Rồi rừng phòng hộ, rồi đất phi nông nghiệp là 370,41 hecta, còn An Thới có, Dương Đông không có, Cửa Cạn có, Cần Dầu có, Cửa Dương không có, cái này Hàm Ninh có, Dương Tơ không có, Bãi Thơ có và Thổ Châu cũng có. Rồi DKV, DKV thì Dương Đông không có, An Thới có. Đây em đặt với anh chị coi thêm ha, em lắp cho anh chị xem. Đây, phân bổ diện tích các loại đất trong thống kê sử dụng đất 2020 của thành phố Phú Quốc để ban hành kèm theo quyết định là 1841 ngày 25/7/2022 của ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Thì chỉ tiêu đất sử dụng, cái này là phân bổ trong kế hoạch sử dụng 22 hết quý vị các bạn. Thì đất nông nghiệp với cái mã của nó là NBB. Thì tổng diện tích là 45.739,64 hecta. Dương Đông nó có nè. Đó. 421,88 hecta. Ăn Thới 1.638,68 hecta, Cửa Cạn 3.037,13 hecta, Gành Dầu là 4.782,80 hecta, Cửa Dương 16.685,91 hecta, Hàm Ninh 4.186,9 hecta, Dương Tơ là 4.914,32 hecta, Bãi Thơm là 8.883,54 hecta và Thổ Châu là 1.869 hecta. Là hàng Cửa Dương này là đất là nhóm đất là đất nông nghiệp nhiều nhất, ha, quý anh chị và các bạn. Tại cái xã Cửa Dương là cái xã lớn nhất trong còn 6 xã còn lại ha. Thì đất trồng lúa, lúa không có rồi ha. Thì đất trồng cây hàng năm, cây hàng năm thì theo kế hoạch là cây hàng năm có mà sau đây mình không thấy ta. À, một cây hàng năm, đúng là trong kế hoạch sử dụng đất là có cây hàng năm. Thì cây lâu năm, đất cây lâu năm đây, đây là cái nhóm đất nha, đây là đất nông nghiệp. Nhớ trong đất nông nghiệp nó có lồm đất nè, đất lúa nè,
đất trồng cây hàng năm khác nè, đất trồng cây lâu năm nè, đó, rừng phòng hộ nè, rừng đặc dụng, rừng sản xuất, nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, nông nghiệp khác, đất phi nông nghiệp là chôn để là trong này là trên cái lớp loại đất dụng đất là đây là để mô tả là đất nông nghiệp và trong đó nè là những nội dung này gọi là đất nông nghiệp đó. Thì tiếp tục ha, quý anh chị nghe nhắn nghe ha, để hiểu về một số cái trong đây ha, em cũng dán đọc với anh chị xem. Thì cái đất trồng cây lâu năm nè, đó cũng rất là nhiều, này đất cây lâu năm là cửa vua là nhiều nhất nè. Thì cây lâu năm á, là tổng diện tích là có 8.672,61 ha, Dương Đông á, phường Dương Đông nó có là 209,19 ha, An Thế là 528,76 ha, Cửa Cạn á, nó có 1.122,05 ha, Hằng Gành Dầu có 145,85 ha, Hằng Cửa Dương là 3.183,97 ha. Còn Hàm Ninh thì 963 ha, Hằng Dương Tơ là 1.805,1 ha, Hằng Quải Thơm 713,92 ha, Thổ Châu có 0,46 ha. Thì cái thằng Cửa Dương á, là thằng Cửa Dương đây, Cửa Dương là đất cây cây lâu năm là nhiều nhất ha, cái đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất. Rồi nói chung em nói lại những cái đất nào mà có liên quan để quý anh chị đầu tư, rừng thì mình không có đầu tư đâu. Quý anh chị nói đất rừng là em nghe em cũng sợ. Đất cơ sở y tế nè, đất xây dựng dịch vụ xã hội nè, đây là những cái mã nè. Quý anh chị thường thường mới nhớ cái những cái mã, cái màu đất này nè, em mô tả trên đó nó có những cái đây nè, đất y tế là D, y tế nè, giáo dục nè là D nè, đó, đất xây dựng cơ sở giáo dục nè, D nè, đất trung tâm y tế nè, đất thể dục thể thao là DTT nè. Đó, quý anh chị cha coi cái nhóm đất ha, đất ở đô thị nè. Còn mưa lớn quá, quý chị nghe có rõ không nữa. Bây giờ trời mưa, em cũng ảnh em mới làm cái clip để chia sẻ với anh chị. Thì cái đất nông thôn, cái đất ở nông thôn đây nè, đó, anh mở lên cho anh chị em. Đất ở nông thôn diện tích, đây là phường ha, đây Dương Đông ha, anh gà xuống đây Dương Đông. Dương Đông á, thì đất nông thôn thì không có ha, mình là lão đô thị rồi đó. Đấy, Cửa Cạn, Hàng Thới em có, Cửa Cạn có ha, Cửa Cạn đây 163,62 ha, với Hàng Gành Dầu 63 ha, 725 ha, Cửa Dương 384,93 ha, Hàng Hàm Ninh nó có 195,88 ha, thì Hàng Dương Tơ nó có 492,64 ha, Hàng Bãi Thơm có 140,75 ha, Thổ Châu nó có 5,50 ha. Thì chỉ có cái nhóm đất ở nông thôn thì đây là Cửa Cạn, Cửa Dương nhiều nhất ha, Cửa Dương Cạn nó rộng nhất, cái địa giới nó rộng nhất nên nó nhiều nhất rồi, đúng rồi. Này đất ở đô thị, thì Hằng Dương Đông thì có là 391,31 ha, thằng An Thế thì nó nhiều hơn đó, thằng An Thế tới 551 hecta. Tại vì thằng An Thế á, nó nói cái phường An Thế á làm những là những cái dự án ha, những cái dự án mới thì á, hầu như là cái chuyển đổi về đất ở của An Thế hoặc địa giới của phường An Thế nó dài tới gần cái xứ lớn rồi, nó thành đất ở đô thị nó nhiều hơn của Dương Đông là như vậy. Chứ cái phường An Thế á, đó là lúc trước là nó chỉ có là ở một khúc ở Nam An Thế thôi ha. Còn sau này nó có những khu đô thị như của Hằng Sinh Đức thì nó nhiều quá, nó mở rộng lên thì nó sẽ quy hoạch lên, nó thành đất ở đô thị lên cái như dự án 260 hecta, quý anh chị cũng đã có nghe rồi đó, nó là đô thị mới
nó tắt ở đô thị, con thấy nó tăng lên các trụ sở cơ quan, sông nước. Rồi với những loại đất này nhiều quá, em cũng clip cũng đã dài, em cũng nói nhiều về những cái nếu mình muốn trên những vùng đất nào chủ đạo rồi. Diện tích cần thu hồi đất, thống kê thu hồi đất trong 2022 của thành phố Phú Quốc thì đất nông nghiệp Dương Đông 230,30 hecta, Ăn Thế đó, đất cây lâu năm 5 năm nè đó. Quý chị đọc ha, quý chị đọc tiếp em ha, chứ em đọc về cũng mệt rồi. Nói chung là clip em làm hơi dài đó, em đọc anh lắp lên cho quý chị xem diện tích cần chuyển mục đích sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất 2022 của thành phố Phú Quốc đó, cần chuyển mục đích ha. Thì cái Dương Đông này nè, đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp ở Dương Đông có 260,48 hecta, Ăn Thế thì 794,99 hecta, Cửa Cạn là 223 hecta, Đền Dầu 182,94 hecta, Cửa Dương là 677 hecta, Hàm Ninh là 923,64 hecta, là Dương Tơ 473,95 hecta, Bãi Thơm là 302,40 hecta, Thổ Châu là 0,6 hecta. Đất cây lâu năm đó chuyển sang phi nông nghiệp là thành thành đất phi nông nghiệp ha, cây lâu năm thành phép phi nông nghiệp phi nông. Thì Dương Đông có 260,48, Ăn Thế 728,9 hecta, Cửa Cạn 223,8 hecta, Đền Dầu là 182,94 hecta, Cửa Dương 670,70 hecta, Hàm Ninh là 916,59 hecta, Dương Tơ là 453,79 hecta, Bãi Thơm là có 302,40 hecta, Thổ Châu là 0,61 hecta. Rồi là những cái đất gần chuyển sang phi nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, chuyển sang đất ở. Rồi những diện tích chưa được sử dụng, đưa vào sử dụng vào mục đích diện tích đất chưa được sử dụng, đưa vào sử dụng cho các mục đích trong kế hoạch sử dụng đất 2022 của thành phố Phú Quốc. Đất nông nghiệp có Bãi Thơm đây, Bãi Thơm mới có chỉ số đây, còn đất thương mại dịch vụ cũng là Bãi Thơm 170 hecta. Diện tích là chưa được sử dụng, đưa vào sử dụng các mục đích trong kế hoạch 2020 thì cái thằng Bãi Thơm đây nè, cái Bãi Thơm 173 hecta này á, là có khả năng là đưa vào sử dụng rồi. À, thành đất thương mại dịch vụ đây nè, là 177 đất thương mại dịch vụ này là cái khu những cái dự án nhưng mà Thái Rúp nè đó, nên là thành đất thương mại dịch vụ đó. Rồi hết đến đây quý anh chị và các bạn thì em đọc qua sơ bộ, nói chung cũng dài, quý anh chị có nghe được thì nghe ủng hộ kênh, mà không nghe thì cứ cho qua quý anh chị nghe để ủng hộ. Rồi quý anh chị có biết và theo dõi kênh của Vào Vlog Channel thì nhớ thấy hay nhớ đăng ký cho em và để em có cái động lực làm những cái clip tiếp theo ha, và chia sẻ cho quý anh chị mới và các bạn. Cái link Google Maps thì để em để ở dưới cái kênh ha.
Đây là cái này là cái quyết định. Thì em sẽ mở cho anh quý anh chị xem cái bản đồ lắp map, để quý anh chị hiểu về. Khi quý anh chị đưa đao về, quý anh chị có lo bản đồ lắp map, em để cái mô tả lên như thế nào ha. Có trong cái mô tả có thể là nhập số liệu, có thể là sai sót cho một cái nhóm đất, thì quý anh chị xem những cái màu chủ đạo nào thì quý anh chị biết, thì quý anh chị để tham khảo. Còn phương án chính gọi là chính xác nhất thì quý anh chị và các bạn có thể là đi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để xin trung tâm quy hoạch ha. Còn của em chỉ mục đích để chia sẻ, để mục đích để tham khảo thôi ha. Em nói là chúng tôi cũng tham khảo. Còn để xin thông tin quy hoạch về bất động sản hay là đất của mình á, quý chị đầu tư đã đến cơ quan chức năng có thẩm quyền, đến tài nguyên môi trường, đến một cửa hoặc ban quản lý khu kinh tế ha, quản lý đô thị, để quý chị xin cái thông tin quy hoạch, đó là chính xác nhất của cơ quan, có dấu cơ quan nhà nước đó. Và trước màn hình quý anh chị và các bạn á, là cái bản đồ ha. Đây là cái bản đồ từ vệ tinh chúng ta nhìn vào thì cái đảo Phú Quốc ha, đây là đảo Phú Quốc. Thì cái đây là cái bản đồ lớp map ha, được upload lên trên nền tảng của Google Map. Thì cái bản đồ này quý anh chị khi download về, quý anh chị có thể là dùng Google Map, quý anh chị đi thực địa mở định vị lên, quý anh chị đứng chỗ vị trí nào thì quý anh chị sẽ biết được những cái loại hình đất đó là đất gì ha. Thì cái màu đất, cái màu, những cái màu này nè, đây là cái màu này nè, em như em đã nói em review lúc trước cho quý anh chị xem, cái màu hồng này là cái màu là đất ở nông thôn ha và ở đô thị. Thì nó các em để cái mô tả hiển thị cái mô tả lên đây, đây là cái mã của nó là ONT ha, là ở nông thôn. Còn cái màu này nè, đây là CLN là cây lâu năm ha, là nó trong cái nhóm đất nông nghiệp, đây là đất cây lâu năm. Còn màu này là màu này nè, màu vàng nhạt này nè, là đất cây hàng năm ha, đây là đất cây hàng năm, đây gọi là hàng năm khác á, cây ngắn hạn. Đây là màu này sông suối, đây là rừng, đây là rừng quốc gia. Đây cái màu này nè, cái này là rừng đặc dụng ha, được mô tả là RDD đây đó, rừng đặc dụng. Thì cái đã đất ở cái nhóm đất ở thì chung một cái màu ở đô thị, đây ở trung tâm phường Dương Đông thì ODT, cái mã là ODT. Còn cái này là cái những cái màu đây là em như cái màu cam này là đất đất là đất là GT, là đất giao thông đó. Thì một cái nhóm, những cái nhóm màu nhiều nhất trong cái kế hoạch này á, là những cái món màu này nè đó. Đây này em gọi màu cái màu màu này, màu cam nhạt đi, nó rất là nhiều, nó gồm như là đất nè, đất thương mại dịch vụ nè đó, anh chị xem nè, nó đã đặt mã nó là TMD ha, TMD đó, đất thương mại dịch vụ. Trong đó nó có cây đó, đất là phi nông nghiệp. Đất phi nông nghiệp thì nó đất nó cũng là định hình là màu màu đất này luôn ha. Đất y tế nó cũng là cũng 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 đây y tế cũng có là màu này luôn đó, đây đây đất y tế là phi nông nghiệp đó, đó cũng là màu này luôn. DKV đó, nó mua được cái DKV nè, DKV cũng là màu này luôn đó. Đó, đất vui chơi giải trí đó, đất thể thao luôn, đều 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 là đều có là một loại màu này đó, DTT. Cái này để chính xác hơn thì quý anh chị và các bạn á, những cái nhóm đất này nè, quý anh chị và các bạn có thể đi xin thông tin quy hoạch để biết rõ hơn và chính xác hơn ha. Còn cái màu này được mô tả những cái lớp đất này thì hầu như là những cái màu này đặc trưng là mình dễ nhận biết. Còn cái này để chung chung thì nói chung em cũng đưa quá trình đưa vô, nó cũng có một số cái lớp màu này nó có thể là một số cái mã thì có thể là nó bị nhảy vị trí điểm, thì nên không mấy cái là chính xác, quý anh chị có thông cảm bỏ qua ha. Chủ yếu là mình cái góc màu là những cái màu này nè, đất đất cây lâu năm và những cái đất ở thì hầu như là tương đối ha, tuyệt đối. Còn mấy cái màu này quý anh chị cứ tham khảo ha.
chung là một mục đích em đi bản đồ này để cho quý anh chị có mục đích để tham khảo đi xem trước cái thông tin quy hoạch của đảo Phú Quốc đến quý anh chị nhanh nhất để anh chị có thể đưa ra quyết định đầu tư hoặc là mình biết ha. Rồi bye bye quý anh chị và các bạn, hẹn quý anh chị và các bạn gặp lại clip sau. Nhớ đăng ký ha, rồi chia sẻ và bật cái chuông ha để có động lực để em làm những clip tiếp theo để phục vụ cho quý anh chị ha. Bye bye.